Hello anh em, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với hành trình về bờ của mình em nhé. Vốn cái này anh em mình bắt đầu là 53 củ để chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những đường cầu sóc đĩa giúp anh em có thể về bờ an toàn thành công. Đấy, hôm nay thì đỡ bão hơn một chút rồi. Tất cả những anh em nào mà chúng ta đang ở gần cái vùng tâm bão ấy thì anh em cần phải đi ra ngoài cẩn thận nhá. Cầu 212 này, chặn này. Rồi, tứ luôn, đẳng cấp. Tứ luôn anh em ạ. Tứ thì là ta lại đi chặn tiếp nhá. 2 củ 3 đi. Đấy. Tứ thì ta lại chiến chặn tiếp. 2 củ 3 nhẹ nhàng tình cảm. Ôi rồi, lại lụm tiếp anh em ạ. Lại lụm tiếp này. Thế mình khét. Lại lụm tứ tiếp. Từ tứ trắng. Ai này, vào tiếp một tay nữa này. 2 củ này. Ok. Vãi, lại lụm chặn tiếp. Anh em thấy rực rỡ chưa? Lại lụm chặn tiếp, rực rỡ chưa? Khen bồ chưa? Đấy, sao? Tiếp tục nào. Chặn tiếp này, 1 này, 1, 2, 3, 4 này. Ok. Xem là đi chặn được nữa không anh em. Úi giời, theo cầu không giàu, đúng là cũng đồ ăn. Khét luôn đúng không anh em? Khét luôn, rực rỡ luôn. Tiếp tục nào. Chiến tiếp đây anh em nhá. Tay này chiến nhẹ thôi. 7 lít. Theo cầu không giàu cũng đủ ăn. Nhẹ nhàng mà phang thôi. Rồi, chính thức gãy cầu. Chính thức gãy cầu. Đấy. Chính thức gãy cầu. Bây giờ làm tay hồi chẵn tiếp này. 1 củ. Cứ hồi nhẹ nhàng thôi, không vội. Hà Nội là không vội được đâu anh em nhé. Ok. Vẫn chưa hồi, nó vẫn chạy này. Bệt dính à. Chạy bệt dính đúng không? Vào một tay này, lẻ luôn này. 2 củ này. 1 tay lẻ 2 củ luôn. Theo bệt dính luôn đúng không? Theo bệt dính luôn. Nào, được chưa? Ngon luôn, ngon luôn. Tiếp tục. Vào một tay nữa này, 5 lít. Vào một tay nữa 5 lít. Theo xu hướng của bệt dính anh em nhé. Mình chơi lúc nào cũng chạy theo chuẩn xu hướng, không bao giờ chạy ngược. Nào, lại lụm tiếp chưa? Lại lụm tiếp chưa? Tiếp tục này. Cầu chạy dài thế này, phang 4 lít thôi. Này, 4 lít, phang 4 lít. Không phải xoắn. Ok. Rồi, tay này không thành công anh em ơi. Tiếp tục nào. Làm tay hồi lẻ này. 1 củ 1 này. Để xem là tay này rực rỡ được hay không. Ui giời, lụm luôn. Tiếp tục nào, mình vẫn tiếp tục phang lẻ hai củ này, vẫn tiếp tục phang lẻ hai củ anh em nhá, vẫn tiếp tục phang lẻ. Nào, được chưa? Như vậy là đủ khét chưa? Đủ khét, đủ nét chưa? Vào một tay này, 4 lít này, vào lẻ tiếp chạy cầu 22 để xem nó có lụm được 22 không. Mình cứ chuẩn cầu mà phang thôi. Chả phải chẵn rồi, chả phải chẵn rồi. Ok, chả phải chẵn, mình sẽ đi tiếp một tay nữa, 5 lít vào lẻ tiếp này. Mình chạy theo cầu 11 để xem nó có ra cầu 11 không. Ok, lụm luôn, được chưa? Được chưa các con vợ? Lên 64 củ rồi, ca này rực rỡ rồi. Rực rỡ thì mình dừng lại chốt ca thôi anh em ơi, không tham không cố anh em nhá. Bộ này càng tham càng cố càng chết. Đấy, lên 64 hồi công gạo thành công. Thì tất cả anh em là xem được video, anh em cảm thấy hay, cảm thấy yêu mến, anh em nhớ được tiếp mình một like, đăng ký kênh, chia sẻ. Anh em nào mà chúng ta muốn kiếm lúa kiếm công gạo chứ con thì đường trò chơi thì bấm ngay đường link mình để dưới phần bình luận video anh em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video sau.